hỏi tiếp theo là nhắc đến chú Hoàng nè. Để đó, chú Hoàng rapper có 100.000 để chú đi mua kem. Nhưng mà tự nhiên tới quán, cây kem chỉ có 15.000 thôi, và chủ quán chỉ thối lại 5.000, mà chú Hoàng không đòi tiền thối thêm nữa. Hỏi tại sao? Tín hiệu đã xuất hiện ở ô màu trắng, vị trí 15. Dạ thưa chú, lý do là chú Hoàng rapper chỉ cầm 100.000 chứ không phải là cầm tờ 100.000 chị, nên chú Hoàng rapper có thể đưa tờ 20.000. Thông minh, giỏi, trời, nó thơm con gái rồi. Trời, tôi không biết đáp án mà nó biết luôn kìa. Cùng con gái, đúng, chính xác cái gì vậy? Mang theo 100.000 có nghĩa là mang theo tổng giá trị tiền là 100, có thể là tờ 50 hay là tờ 20 hay tờ 10.000 gì đó. Tổng cộng góp lại thành 100.000, chứ không phải cầm theo tờ 100.000. Chính xác, chúc mừng Hoàng Lâm. Đáng yêu, xinh trai, thông minh. Giỏi quá. Chọn số đi cưng. Dạ, anh chọn số 22. 22 đã được nhuộm màu trắng. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo như sau. Trong các môn thể thao sau: bóng rổ, bóng chày và bóng bàn, môn thể thao nào sẽ có ít vận động viên trên sân nhất? Dạ bóng bàn. Xin mời tín hiệu đến từ bạn Quế Chi. Dạ thưa chú là bóng bàn. Bóng bàn. Chính xác. Như vậy thì ôi, đã đến lúc Hailey lên tiếng rồi. Lựa số đi em. Em xin chọn số 14 ạ. 14. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo. Đây sẽ là câu hỏi lựa chọn ra trong 3 đáp án sau. Đâu là tên của một loài hoa? A. Tặc. B. Cho. Và C. Ban. Hay quá, tín hiệu đến từ Nghệ Vị. Thì có hoa gì? Hoa gì? Hoa ban, chính xác. Nào, Anna, lựa chọn con số màu xanh dương của mình đi. Em xin chọn số 18. 18, chúc mừng Thành Dương. Hay cha, ghê nha. Cái đội màu đỏ đang bị tấn công liên tục đấy. Và bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo. Hãy viết thêm hai số thích hợp vào chỗ chấm. 1, 4, 9, 16, 25. Chấm hỏi. Rồi, tín hiệu đã có. Wow. Xin mời Cathy. Hai số cuối cùng là gì nè? Là 36 và 49. Chậm quá. Hơi chậm xíu không mình đi ha. Dạ. Không sao hết, nhường người đẹp. Chúc mừng các vị, chính xác, rất thông minh. Tại sao con có được hai con số 36 và 49? Dạ, 1 nè, 1 thì cộng thêm 3 là 4, đúng không? Thì 4 thì mình sẽ cộng từ từ lên là 4 cộng thêm 5 nữa là 9. Thì mình sẽ tăng cái số được cộng vô từ từ. Các vị, con được ghi điểm rồi. Và xin mời Hana hãy lựa chọn địa chỉ ngôi nhà mặt tiền của mình là số mấy nè. Em xin chọn số 16. 16. Con 17 của đội đỏ đã biến thành màu xanh dương. Chúc mừng đội màu xanh dương của các vị. Nào, câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo như sau. Trong điều kiện bình thường, một con muỗi đực và một con muỗi cái, con nào sẽ sống thọ hơn? Hết. Xin mời các vị. Dạ theo con là con muỗi cái. Chúc mừng con, chính xác, con muỗi cái nhà sống lâu hơn. Xuất sắc. Đây là một kiến thức về sinh học nè, nên mời ban thư ký giải thích rõ hơn nữa nào. Ở đây chúng ta sẽ có một số thông tin như sau. Trong điều kiện bình thường, muỗi cái sống khoảng 2 tháng và đẻ trung bình khoảng 6 đến 8 lần. Muỗi đực sau khi giao phối chỉ sống được một thời gian khoảng 10 đến 15 ngày. Như vậy, muỗi cái sống lâu hơn muỗi đực. Đây là kiến thức tự nhiên xã hội lớp 1. Chắc giờ chị cũng không nhớ gì đâu. Tội cho anh em giống đực nhà mình quá à. Nào, chúng ta hãy giao dịch với những con số nào. Em xin giao dịch là em xin chọn số 8. Số 8. Yeah. Trời ơi. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo lại là một câu hỏi chọn giữa 3 đáp án. Theo các bạn, mã lực là gì? A. Công nhân. B. Công năng. Và C. Công suất. Tín hiệu Bailey. Dạ, công suất. Công suất, chính xác. Và Môn Hoàng Anh, bạn sẽ chọn? Em chọn số 21. 21. Công suất.
một pha phản đòn chí mạng, giật được luôn 5 ngôi nhà mặt tiền của đại lộ đại chiến Tư Tắc Nhi. Câu hỏi tiếp theo, châu lục nào có tên giống với một loài chim biển? Nào, châu gì? Châu gì? Châu là... Âu. Yeah, châu Âu. Giỏi quá Lâm ơi. Giỏi quá. Hay quá. Giỏi. Chim hải âu chứ đâu ra. Nào, Kenzie lựa chọn ô số đi nào. Em chọn số 10 à. Số 10 đã được nhuộm màu trắng. Hay quá, hay quá. Biết hình. Ghê chưa? Nên đổi màu xanh lá. Cố gắng lên. Số điểm hiện tại của xanh lá đang là hỏng điểm là Cát Vi 2 điểm. Đội màu xanh là một đội rất là mạnh. Đội màu trắng 4 điểm đang đứng thứ nhì. Và đội đang tạm chiếm ưu thế 5 điểm đó chính là đội màu đỏ của Bentley. Cố gắng lên nào các bạn. Câu hỏi tiếp theo chúng ta sẽ đến với hình ảnh sau đây. Đây, hình ảnh này gợi ý cho chúng ta về điều gì? Dạ đây là trò chơi kéo búa bao. Chính xác. Yeah. Anna, lựa chọn màu. Em xin chọn số 19. Tuyệt vời. Lại là một pha tấn công nữa của đội xanh dương. Các bạn ấy đã vươn lên với số điểm là 5 điểm. Yeah. Đúng lắm. Ghê chưa? Đó, Quý Chi thấy không con? Còn chỉ cần cố gắng bấm chuông thật nhanh, trả lời thật đúng là cơ hội sẽ đến với mình thôi. Và bây giờ chúng ta hãy đến với câu hỏi tiếp theo. Đây là một câu hỏi, lựa chọn 3 đáp án. Người lái tàu thuyền thường được gọi là gì? A. Tài lanh. B. Tài năng. C. Tài công. Sư chú là tài công. Yeah! Tài công, mình làm phép loại trừ cũng dễ mà hen. Như vậy thì Hà Thị à, lựa chọn số đi. Màu xanh lá cây chuẩn bị xuất hiện rồi. Em chọn số 23. 23 cũng rất là hợp lý. Wow. Trời ơi, kia ơi, con hên lắm luôn. Bây giờ ban thư ký sẽ cử Da Vinci xinh đẹp của chúng tôi lên trao phần quà này cho. Da Vinci xinh đẹp đây hả? Đẹp hơn. Chúc mừng Quý Chi, con đã được nhận được một phần quà, đó chính là những chiếc bánh rất là ngon, bánh snack Rojo, hương vị hoàn hảo, khởi động đam mê và giúp cho cái tinh thần của Quý Chi tăng lên nữa. Cố gắng ghi thêm một điểm nữa và có những điểm đầu, điểm cuối hợp lý nha, Ali. Dạ. Tiếp tục nào. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nha các bạn nhỏ. Tài công là người lái tàu thuyền, phi công là người lái máy bay. Vậy người lái tàu hỏa thì sẽ gọi là gì? Wow, wow. Làm à? Trả lời đi con. Vậy thưa chú là lái tàu. Đúng rồi. Thấy mặt tôi sẽ keo không? Tại vì bé trả lời quá đúng. Trời ơi, chú tưởng con là sẽ bị đánh lừa chứ. Chú tưởng đâu là con không có dễ bị đánh lừa. Ghê chưa. Chính xác. Kenzie, hãy chọn số 12 à. 12. Thông minh. 12 là một chiến thuật cực kỳ thông minh. Hãy chờ xem. Yeah. Pha tấn công này của Kenzie, một phát mà ăn được mấy con số luôn. Rất tuyệt vời. 12, 13, 14, 12, 17, 22 đã thuộc về đội màu trắng. Tổng điểm các bạn bây giờ đang là 6 điểm nhé. Cố gắng lên. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Một người ăn một chén cơm trong vòng 10 phút. Vậy cho hỏi 6 người ăn 6 chén cơm trong vòng mấy phút? Từ cái gì vậy? Từ đầu tiên người ta nhầm chứ Bentley. Bao nhiêu? 10 phút. Chính xác, 10 phút. Wow. Đúng rồi. Bây giờ có 60 người, 600 người thì cũng là 10 phút rồi. Con lựa số mấy Mon Hoàng Anh? Con chọn số 24. Mon Hoàng Anh đã lựa số 24, nhuộm màu đỏ. Và biến hình. Yeah. Tuyệt vời, tuyệt vời. Rõ ràng là Mon Hoàng Anh có rất nhiều kinh nghiệm trong trò chơi này. Bạn ấy đã lật ngược tình thế và nâng tổng điểm của mình lên là 8 điểm và giành dẫn đầu. Chúc mừng Mon Hoàng Anh. Cảm ơn nhất. Sao? Số điểm duy nhất của Quế Chi đã biến mất. Con đừng lo, cố gắng trả lời thật đúng những câu hỏi tiếp theo. Xin mời. Lớp không khí bao quanh trái đất gọi là gì? Từ từ. Nếu buồn muốn trả lời thì trả lời đi. Là gì? Dạ thưa chú là bầu khí quyển. Không, tín hiệu là bơm. Chắc Bi là bầu khí quyển. Chính xác, bầu khí quyển. Và con số các bạn lựa chọn là số 4 ạ. Số 4.
Số 4 nhuộm màu xanh dương biến hình. Và đương nhiên số 12 cũng đã biến mất. Yeah. Câu hỏi tiếp theo. Gà trống Goloa là biệt danh của đội bóng quốc gia nào? Trời ơi, dễ quá, trời dễ luôn. Tín hiệu dừng lại bay ly. Gà của Pháp. Quá chính xác. Giỏi quá hả? Trời ơi, anh ơi. Đúng rồi. Sao hôm nay em thấy toàn nhân tài ơi. Mon, tập trung nha Mon. Màu đỏ bây giờ nó đang chiếm ưu thế đó. Em phải chọn như thế nào để có thể cùng một lúc ăn hết? Em chọn số 7 ạ. Số 7, biến hình. Không thể tin được. Wow. Không thể tin được. Câu hỏi tiếp theo, đây vẫn là một câu hỏi lựa chọn trong 3 đáp án. Thời tiết thật là nóng quá đi. Đúng rồi. Chú chó Kiki phải làm gì để bớt nóng đây? A. Lè lưỡi thật dài. B. Đi tắm. Và C. Nằm ngửa bụng lên trời. Tín hiệu đã dừng lại ở Cát Huy, xin mời con. Con chọn câu A. Câu A là gì nào? Dạ, lè lưỡi thật dài. Câu trả lời của con chính xác. Chúc mừng Cát Huy. Ê chú ơi. Chú giải thích lại cho con nghe nè. Biết sao không? Tại vì những giống khuyển, giống cún á, không có tuyến bài tiết mồ hôi trên da giống như con người mình. Nó chỉ có thể tiết bài tiết qua lưỡi, qua miệng để có thể bớt nóng mà thôi. Nên mỗi lần trời nóng đi hóng gió. Vậy ha, nhớ vậy đi hen. Xin mời Hành. Em xin chọn số 20. 20. Chuẩn bị 2, 3, biến hình. Wow. Hãy cẩn thận nha, đội của Belly hãy cẩn thận. Bởi vì Cát Huy cũng rất là tinh tế với sự góp sức của cộng sự Hana. Cát Huy có 6 điểm, Hoàng Lâm 1 điểm, Quế Chi tiếp tục là con chiến dịch. Và bây giờ 11 điểm vẫn là đang là Belly. Đến với câu hỏi tiếp theo. Hãy kể tên 4 tỉnh thành, thành phố của nước ta bắt đầu bằng chữ H. Tín hiệu đang nằm ở vị trí của Quế Chi. Hồ Chí Minh. Mừng quá. Hà Nội. Ninh Bình. Huế. Đúng rồi. Một cái nữa thôi. Hải Phòng. Hải Phòng. Hải Phòng được đây. Rất giỏi, rất giỏi. Một điểm đã thuộc về con. Anh Linh. Cơ hội để lâu lắm rồi, em xin chọn số 25. 25. Yeah. Một vị trí rất nhạy cảm nha. Tuyệt vời, xin mời ngồi tiếp theo. Những sự vật nào được nhân hóa trong câu thơ sau đây? Hạt mưa mải miết trốn tìm, cây đào trước cửa lim dim mắt cười. Dạ, hạt mưa và cây đào. Ồ, rất giỏi. Chỉ có 15. 15. Ghê chưa? Ô số 15 đã giúp cho đội của Benly nâng tổng số điểm là 14 điểm. Chúc mừng bạn. Như vậy là 20 câu hỏi đã kết thúc. Ngay sau đây sẽ là cơ hội phản công. Attack! Yes! Điền vào chỗ trống trong bài thơ sau. Làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa với ... phải người lớn cơ. Xin nghĩ kỹ nha. Wow, như vậy là tín hiệu đã dừng lại ở Hoàng Lâm, Hoàng tử Giá Lâm. Trả lời đi Hoàng tử. Với em bé gái. Với em bé gái chứ phải với em gái mưa hả? Và đáp án chính xác là đáp án chính xác là với em gái bé. Đó, trời ơi, thật là đáng tiếc. Một pha bỏ lỡ rất là đáng tiếc. Trời ơi, bóng đến chân tác không thành rồi, suốt không vào. Chiếm lộn đảo vị trí của hai chữ thôi. Không sao hết, mình bị mất lượt thôi. Đây là một câu hỏi lựa chọn 3 đáp án. Bài thơ trên có tên là gì? A. Làm anh khó đấy. B. Làm anh. C. Làm anh buồn lắm. Hay quá, hay quá. Tín hiệu dừng lại ở Quê Chi. Quê Chi. Quê Chi. Quê Chi. Thưa chú là làm anh khó đấy. Chưa chính xác. Thật đáng tiếc. Chúc mừng Hoàng Lâm. Con quay trở lại với vị trí của mình. Và Quê Chi, thứ dưới nào? Đáp án chính xác là gì nào? Dạ, đáp án chính xác là câu B, làm anh. Ừ, có hai chữ à. Chủ đề là làm anh nghe. Nhớ. Và bây giờ sẽ là còn hỏi khác. Căng thẳng quá. Tiếp theo. Kể tên các tháng có 31 ngày trong năm. Các tháng có 31 ngày trong năm. Và tín hiệu ở Belly. Belly. Thứ 1. Thứ 3. Ừ. Thứ 5. Ừ. 7. Đúng rồi. 7 cái gì nữa?
7. 7 là gì nữa? 7 là 8. Đúng rồi. 3 2 8 rồi mấy nữa? 1. Lẹ lên, lẹ lên. 8 rồi. Hết giờ. 8 rồi, 12. 8 rồi, 12. Con chậm quá, thời gian đã kết thúc rồi. Ờ, thật là đáng tiếc. À, thì còn vài giây nữa thôi. Trời ơi, con kia còn gạt kể mấy tháng nữa là được rồi. À, uổng quá, con mới dừng lại tháng 8 là coi như hết giờ rồi. 8 nè, ôi gì 10 nè, đúng không? 10, 12 là xong rồi. Trời ơi, còn 10, 12 nữa Melly ơi. Sao hết. Như vậy là cơ hội vẫn dành đều cho tất cả các đội. Câu hỏi tiếp theo. Cố lên. Chưa bao giờ tôi thấy một cái cuộc mà cơ hội tấn công nào mà hấp dẫn như lần này. Câu hỏi tiếp theo như sau. Vừa giống bánh quy vừa giống kẹo, cục thì tròn cục thì dệt, nó giúp bạn sửa chữa vết sai, không sợ nhọc nhằn chẳng sợ bẩn lây là cái gì vậy? Cục thì dầu ăn phê lắm. Dầu ăn phê lắm. Dầu là ăn phê lắm đúng không? Phải cục đó không? Không phải hả? Chứ cục gì? Dạ thưa chú là cục rơm. Chính xác. Quê chi rơm cục đất. Thôi xong. Giỏi quá. Như vậy là một pha tấn công thành công của bạn Quế Chi. Ali, đầu tiên là đặc quyền của bạn. Chọn ô nào để tô màu xanh lá cây? Là ô số 1. À, đương nhiên, đương nhiên. À. Tiếp theo là đặc quyền phá bỉnh của các bạn. Được quyền công khai và hợp lệ, phá đi một ô số. Các bạn muốn phá ô số nào? Là số 5. Đúng rồi. Số 5, phá vỡ. Người nghe hết câu hỏi nha. Đây là câu hỏi có 3 đáp án. Ông bà, bố mẹ, anh chị em cùng chung sống thì gia đình đó có mấy thế hệ? 3 thế hệ. Chính xác. Tại số 5 hả? Chọn lại số 5. Chúc mừng bạn. Xem mất đất hên ghê. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nha. Nghe kỹ nha. Nghe. Trong 12 con giáp, ok, con nào có hai chân? Con gì nè? Tín hiệu ở Hoàng Lâm. Dạ thôi, chú là con gà. Con gà, yeah. Số 3. Số 3, ok. Nhớ nha, nếu như em chọn số 3, lát nữa mà em trả lời đúng á, hãy nhớ đến số 11. Và bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo. Vậy, trong 12 con giáp nữa hả? Con nào không có chân? Xin mời Quý Chị. Quý Chị. Chứ là con rắn. Ồ, vai. Em xin chọn ô số... Số nào ta? 11. Chắc không? 11. 11 đã được chọn. Yes. Câu hỏi này như sau. Trong bài dân ca Gà Gáy nữa hả? Cụm từ ai ơi xuất hiện bao nhiêu lần? Dạ 4 lần. 4 lần. Chính xác. Chúc mừng Bailey. Bạn lại gia tăng thêm khối lượng tài sản của mình rồi. Thì Mon Hoàng Anh lựa chọn ô số mấy? Chọn số 6 ạ. Số 6, biến hình. Bye bye. Wow. Trời ơi, xem hết được cái trời mắt quá. Còn một ô số nữa thôi, cái đội còn lại cố lên. Xin mời câu hỏi. Câu hỏi như sau. Cả đàn trâu, bò, ngựa có tất cả 150 con. Trong đó có 70 con trâu và 50 con bò. Hãy cho biết số con bò nhiều hơn số con ngựa là bao nhiêu con? Dạ thưa chú là 20. 20, chính xác. Chờ đợi gì nữa? Số 2 sẽ biến hình đổi màu xanh lá cây rồi. Nó không có cái gì nó hệ lụy nào hết. Như vậy là 25 câu hỏi đã khép lại. Tổng điểm như sau. Vị trí đồng hạng nhì đã thuộc về Quế Chi, Hoàng Lâm và Cát Vi. Và đội đang tạm thời chiếm hạng nhất và bước vào vòng thi cuối cùng ngày hôm nay. Đó chính là đội của Benny và Mon Hoàng Anh. Kính thưa quý vị, chúng ta đang bước vào những giây phút cuối cùng của đại chiến tứ sắc nhí ở Tech 25. Và bây giờ sẽ là cơ hội để cho đội có số điểm cao nhất với số điểm là 18 điểm. Đội của Benny sẽ cố gắng làm sao giành được phần thưởng lớn nhất của chương trình. Đây là đâu? Con vậy ta? Ồ, khác khác rồi đó nha. Con có 30 giây để suy nghĩ và trả lời.
30 giây suy nghĩ, bắt đầu. Suy nghĩ thôi. Đây là đâu? Bây giờ xin mời các bạn cùng nhìn lại những hình ảnh đầy đủ. Xin mời. Hình ảnh của những chú động vật rất là quen thuộc trong sở thú đúng không nào? Voi, thu câu cổ, sư tử đến từ những chủng loại khác nhau. Cả gấu nữa. Ở đây, chiếc cổng quen thuộc của sở thú hay còn gọi là thảo cầm viên. Chính xác. Và đây phần thưởng cực bự dành cho Quaika Belly. Và xin mời quý vị hãy tiếp tục đồng hành và ủng hộ với chương trình Đại chiến tứ sắc nhí ở Tết 25 được phát sóng vào lúc 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Xin quý vị hãy tiếp tục ấn subscribe theo dõi những chương trình cực kỳ hấp dẫn cùng với kênh YouTube MTV Media hoặc cổng thông tin Mnet Bus để tiếp tục đồng hành với những thông điệp ý nghĩa của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.